Quý vị đang đến với chương trình tin sáng ngày 29 tháng 1 trên kênh truyền hình FBC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển tới vị các thông tin đáng chú ý như sau. Từ 25 tháng 1 xử phạt ô tô dừng quá 5 phút ở trạm BOT. Hiệp định CPTPP sẽ được ký kết tại Chile vào tháng 3 năm 2018. Gần 8.000 máy đào tiền ảo nhập khẩu về thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay. Thưa quý vị, kể từ hôm 25 tháng 1, thì thanh tra giao thông Cục Quản lý Đường Bộ 4 cùng các sở giao thông vận tải xử lý lái xe vi phạm biển báo giao thông, cấm dừng đậu quá 5 phút được lắp đặt tại trạm BOT. Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư BOT, Cục Cao Tốc, các Cục Quản lý Đường Bộ và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành yêu cầu chủ đầu tư lắp biển báo phân làn đường, biển báo cấm dừng, cấm đổ xe quá 5 phút tại trạm thu phí. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cần bổ sung camera ở khu vực trạm và thống kê các tình huống cố tình gây rối, kích động, gửi về tổng cục để gửi Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành xử lý. Bộ cũng yêu cầu các cục quản lý đường bộ, Sở giao thông vận tải các tỉnh tăng cường thanh tra giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn, điều tiết giao thông và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm từ ngày 25 tháng 1. Từ nay cho đến 2020 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành công tác di rời nhà ven sông Kênh Rạch. Đây là thông tin được Sở Xây dựng thành phố công bố trong buổi tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ của năm 2018. Thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, qua hơn 20 năm thực hiện, thành phố đã bồi thường và di dời khoảng 36.000 căn nhà trên và ven kênh, góp phần rất lớn vào việc cải tạo môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị, giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân, đặc biệt là người nghèo, người thu nhập thấp. Tuy nhiên, qua khảo sát của Sở Xây dựng, hiện vẫn còn hơn 20.000 căn nhà trên và ven kinh rạch cần phải tiếp tục được di dời trong thời gian tới, tập trung chủ yếu tại các địa bàn quận 8, quận Bình Thạnh, quận 4 quận 5, quận 6 và quận 7. Trong năm 2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu di dời và tổ chức lại cuộc sống cho khoảng 1.500 hộ dân đang sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn ngân sách. Tổng kinh phí được ghi vốn bồi thường là gần 4.500 tỷ đồng. Mục tiêu của thành phố là hoàn thành công tác di dời toàn bộ các hộ dân sống ven kênh rạch trước năm 2020. Bên cạnh đó, trong năm 2018, thành phố cũng đặt mục tiêu tháo dỡ 7 chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm đã được kiểm định cấp D, tổng diện tích tháo dỡ là hơn 22.300 m2 sàn xây dựng. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ hoàn thành tháo dỡ 3 chung cư với tổng quy mô 19.500 m2 và xây dựng hoàn thành chung cư Nguyễn Kim với 756 căn hộ. Sau cuộc họp kéo dài trong hai ngày 22 và 23 tháng 1, thì 11 nước thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, trong đó có Việt Nam đã đi đến thỏa thuận ký kết hiệp định này vào tháng 3 năm nay, dù có hay không sự tham gia của mình Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, trước đây là TPP, sẽ được ký kết vào tháng 3 năm nay với 11 nước thành viên. Đây là một trong những hiệp định thương mại lớn nhất thế giới, trong thông báo mới nhất vào hôm thứ ba hiệp định này sẽ chào đón sự tham gia của canada trước đó canada chần chừ trong việc quyết định có tham gia hiệp định hay không vì những lo ngại về vấn đề môi trường và bảo hộ lao động ngoài canada các nước thành viên còn lại của hiệp định cptpp mới bao gồm úc brunei chile malaysia mexico new zealand peru singapore và việt nam hiệp định được xây dựng như một biện pháp hạn chế sự bành trướng của nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ là trung quốc Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản ông Toshimitsu Motegi cho biết, hiệp định sẽ góp phần gỡ bỏ các rào cản bảo hộ trên thế giới và Nhật sẽ ra sức thuyết phục chính quyền Washington để Mỹ gia nhập hiệp định. Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là IUU đến năm 2025. Theo đó, căn cứ yêu cầu của thực tiễn, thành lập tổ công tác liên ngành về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Giai đoạn từ tháng 5 2018 đến 2020 tăng cường các giải pháp tổng thể nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và vùng biển quốc tế xây dựng chế tài xử lý đối với chủ tàu, thuyền trưởng ngư dân, người tiếp tay cho hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển sản phẩm từ các tàu khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong giai đoạn năm 2021-2025 sẽ đầu tư xây dựng 3 trung tâm nghề cá lớn, cảng cá và hệ thống dịch vụ hậu cần đảm bảo điều kiện cho tàu cá nước ngoài cập bến lên cá. Trước đó, Ủy ban châu EC đã cảnh báo bằng thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vì tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp của một số tàu cá Việt Nam. Thưa quý vị, báo cáo mới đây của các khu chế xuất khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là hết cho biết năm 2017 tổng vốn đầu tư gồm cấp mới và điều chỉnh vốn đạt hơn 840 triệu đô la. Năm 2018 hết sẽ phấn đấu thu hút 900 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư. Lý giải nguyên nhân thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, Hepsa cho biết do chủ động đồng hành cùng nhà đầu tư trong giải quyết các khó khăn vướng mắt. Hầu hết việc giải quyết thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến ở cấp độ 3 và ở một số thủ tục chuẩn bị nâng lên cấp độ 4. Trong năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài vào các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 392 triệu đô la, đầu tư trong nước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương với 448,2 triệu đô la trong năm 2018, Hepza cho biết tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Hepza phấn đấu thu hút 900 triệu đô la vốn đầu tư, đặc biệt sẽ đảm bảo 100% các khu chế xuất, khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm kịp thời. Trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến con số gần 8.000. Thông tin từ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Chi cục trưởng Chi cục chuyển phát nhanh Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 1 đã có 7.932 bộ máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng từng được gọi là máy đào Bitcoin nhập khẩu về Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng máy đào này trị giá gần 279 tỷ đồng và thuế thu nộp ngân sách nhà nước gần 28 tỷ đồng. Ông Tuyền cho biết thêm hoạt động nhập khẩu máy đào tiền ảo vẫn diễn ra bình thường vì không có quy định nào cấm nhập khẩu hàng hóa này. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc phát hành cung ứng sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là một hành vi bị cấm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các cơ quan công an, tư pháp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xử lý vi phạm nếu có. Cũng từ đầu năm đến nay, giá các loại tiền thuật toán liên tục lao dốc. Việc sàn giao dịch Bitconnect bị sập đã khiến cho 50.000 thành viên của sàn đứng trước khả năng trắng tay. Đến đây xin mực vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng các thông tin đáng chú ý như sau. Động đất 6 độ tại Indonesia gây thiệt hại nặng về nhà cửa. Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận mở cửa lại chính phủ.